Anh nói đi. Xoay ngang à? Dạ bạn. Trang trại Thanh Xuân vừa xuất gói trưng dế cho một bạn ở Hưng Yên ngày sát Tết đây, đào quất rất là nhiều. Hôm nay là ngày 27, là ngày 28 Tết rồi. Các thùng trứng. Đây là dế con đang nở. Băng dính lâu ngày thì nó bẩn thì bà con lau đi, hoặc là bóc ra dán lại, hoặc là dán đè thêm lượt nữa lên thì con dế nó trơn, nó không bò được. Để biết thông tin chi tiết thì bà con truy cập website trangtraithanhxuan.com để tìm hiểu về các thông tin. Cảm ơn bà con đã theo dõi video Trang trại Thanh Xuân. Bà con có nhu cầu mua các mặt hàng thì cứ liên hệ. Tại vì kho nhà thì chúng ta ở đấy nên có thể Tết vẫn bán được. Bà con cứ liên hệ xem còn hàng thì Trang trại Thanh Xuân được xuất. Cảm ơn bà con đã theo dõi video Trang trại Thanh Xuân. Vừa xong là gói trưng dế 10 triệu ngày sát Tết. Bạn ở Hưng Yên đến đấy. Kính chào bà con.